Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên quan tâm tăng cường chỉ đạo điều hành và triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban tiếp công dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức cho lãnh đạo tỉnh tiếp công dân và thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên đúng quy định, đảm bảo công dân đến trụ sở được tiếp hướng dẫn tận tình chú đáo. Tiếp tổng số 157 vụ việc, trong đó trùng 22 vụ việc, còn lại 135 vụ việc với tổng số 677 công dân. Đã tiếp nhận tại trụ sở 76 đơn thực hiện việc hướng dẫn trực tiếp thông qua tiếp công dân và sau phân loại xử lý tiến hành lưu đối với các đơn trùng lặp nội dung, đơn không đủ điều kiện xử lý, tham mưu văn bản hướng dẫn, chuyển đơn đối với các đơn đủ điều kiện xử lý. Tiếp nhận 35 đơn do lãnh đạo và các cơ quan chuyển đến. Qua phân loại xử lý, Ban tiếp công dân đã tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Quan trọng nhất là phân loại vụ việc ban đầu. Khi mà phân loại thì xác định là loại vụ việc là loại nào, ví dụ như là tố cáo hay khiếu nại hay kiến nghị phản ánh. Và cái thứ hai là phân loại để xác định cái thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào, thì từ đó thì mới có cái tham mưu và cũng như là có cái hướng dẫn công dân hoặc chuyển đơn thư của công dân về đến với đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ban tiếp công dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các phòng thuộc văn phòng để tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh việc tiếp công dân theo định kỳ và xử lý đơn thư, thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo các sở ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Chúng tôi kịp thời tham mưu cho ủy ban tỉnh tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân theo đúng thẩm quyền. Đối với đơn thư mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban tỉnh thì chúng tôi chuyển đơn thư đến các sở ngành, đến ủy ban dân cấp huyện, yêu cầu giải quyết đơn thư và thường xuyên đôn đốc giải quyết đơn thư theo đúng thời hiệu thời hạn, giải thích trả lời cho công dân và báo cáo kết quả đến ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp cần phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cán bộ công chức viên chức thuộc quyền thực hiện nghiêm cái công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Với quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.